Chào mừng tất cả đã quay lại kênh Kim Tiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 1.000 token TRPO. Nguyên tất cả các bạn đầu tiên các bạn lấy phim tả đầu tiên phim em các bạn ghi họ và tên username, các bạn lưu ý của username các bạn ghi chữ cái chữ qua và số. Nguyên tất cả các bạn có chữ cái chữ qua và số rồi nhập vào trang tôi đồng ý điều khoản rồi các bạn bấm tiếp xin nữa. Username sai các bạn ơi. Username là nó có phải từ một chữ dưới qua và số. Username nên sửa cái username đấy các bạn. Win anh 80 đi. Rồi các bạn. Rồi bắt buộc chọn quốc gia Việt Nam, nhập code vào. Rồi nó gửi dùm cái mail các bạn, có fit mail các bạn. Các bạn nhớ trang các bạn. Rồi các bạn login nhận các bạn. Các bạn lưu ý nha, cái username các bạn có ghi chữ dưới qua và số các bạn, có chữ dưới qua chữ thường và số các bạn. Các bạn nhận chút nữa. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình, cảm ơn tất cả các bạn login vào nha các bạn. Rồi các bạn muốn reset now. Rồi login. Rồi gì thành công các bạn. Rồi mình đã nhận được 1.000 token TRPO các bạn qua withdraw thôi kìa. Câu này mình mi account các bạn giờ quyết ra full thứ con này mình không biết nó cho nó rút về nền tảng dưới nào nữa, đi đâu sao mình để cập nhật các bạn, khi nào nó cho rút mình cập nhật sao các bạn, hiện giờ nó chưa cập nhật nên mình không có biết. Vì video mình kết thúc chạy thời điểm hướng giờ mình hướng dẫn các bạn nhận trước đi, các bạn bỏ ra vài phút nghe các bạn đi. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.